Nhóc Das bận bịu nhỉ? Chú Tagawa bảo sẽ dạy cháu cách trao đổi đồ quý. Tagawa chỉ thích ngồi ì một chỗ thôi. Mỗi khi còn không phải làm việc, anh ta sẽ dạy cháu bất cứ cái gì. Này nhóc, đã đọc cái chuyện đó à? Dark. Muốn làm anh hùng hả? Làm xong việc rồi hả con? Con sửa xong cái ghế rồi. Ngoan lắm. Cho con cái này này. Mở ra đi. Mẹ, tuyệt quá. Con cảm ơn. Mẹ yêu con rất nhiều. Mày phải làm như tao nói. Ôn con. Mẹ. Bộ phim Sát Thủ Dark do TV2 chấp bắt đầu thực hiện với mình. Cho tôi ra tù sở. Ông làm à? Đúng. Câu trả lời vẫn là không. Ừ thì đó không phải là ý của bên môi giới đâu. Đó là ý của cá nhân tôi thôi. Chúng nó bắt con gái tôi. Cô ga cài. Nghe tôi nói chứ. Tôi đi bắt xe buýt. Là con gái tôi. Này, có nghe tôi nói không? Này. Thằng tôi. Vẫn còn chơi trò này à? Lá bài này là gì? Chu. Lá bài duy nhất bắt nguồn từ phương Tây và hoàn toàn vô dụng. Chỉ tới khi trò chơi đến phần cuối, nó có thể thay đổi mọi thứ. Nhóc nên dành nhiều thời gian làm việc hơn là mấy cái trò bài bạc.
Con không dừng lại một chút được à? Con gái tôi là y tá. Con bé không việc gì phải liên quan tới chúng. Bọn khốn đó, chúng giấu con bé đi được 3 tuần rồi. Con có thể tưởng tượng nó phải chịu cảnh địa ngục thế nào không? Vì thế tôi sẽ không đi đâu hết. Anh bạn, tôi sẽ bám lấy cậu cho tới khi cậu chịu giúp. Đó là Kogakai. Ông nghĩ tôi có thể làm cái gì hả? Gì cũng được, những việc có thể ấy. Ông có cả một đội quân đặc vụ. Đúng. Vậy giờ Interpol vào cuộc và họ tiến hành tìm kiếm. Thế cậu nghĩ chúng tôi phải đi chỗ quái nào để tìm? Nói cho tôi đi. Xin lỗi, tôi không giúp được. Biết tôi cho cậu ra tù sớm chứ? Tôi sẽ đá cậu về đó ngay. Chết tiệt. Đã. Mày ra tù rồi. Đúng đấy. Tao đã nói thế nào về việc ở đây hả? Chắc tao phải dạy mày thêm vài bài học. Chết tiệt. Mày không phải cớm, thằng kia. Cút ra khỏi đây, đồ đần độ. Chết tiệt. Tôi giữ tiền cọc. Tôi lo nhé, anh dai. Khốn nạn, đùa sao? Anh nhìn cái gì? Này anh, anh muốn nhấc mông ra ngoài này và giúp tôi không? Hay là... Thôi quên đi. Cứ mang vào trong này đi. Cái này đó, được rồi. Muốn có phần thưởng hay gì à? Này, hàng xóm. Cảm ơn nhé. Đừng. Muốn giữ nó sạch sẽ chứ. Ông biết phải làm gì rồi đấy. Chỉ là bia thôi. Không phải là cầu hôn đâu. Cảm ơn. Ồ, anh biết nói à? Tên tôi là Ivana Mulligan. Bạn bè có tên là Ivy. Mình độc quyền bởi TV2.org. Jake Walters. Cứ gọi tôi là Das.
Dot. Okay. Được thôi. Nice to meet you. Rất vui được làm quen. Khi con bé lên năm, nó bị trượt ngã, rồi hôn mê. Vài ngày sau, nó tỉnh dậy, rồi nhìn vào tôi và nói, con xin lỗi, bố. Xin lỗi. Cậu không cần phải quan tâm, không cần phải làm việc này vì con gái tôi. Hãy làm vì mẹ cậu. Mẹ! Lại đây con. Bắt lấy chúng nó. Bắt cả hai mẹ con chúng nó lại. Tránh mau, tránh đường mau. Bái sẽ lại có được công bằng. Tôi muốn ngừng việc này lại. Tôi muốn ngừng việc này. Không ai dính vào Yakuza cả. Kageyama. Toshio Kageyama. Còn nhớ gương mặt đó chứ? Hắn là kẻ đã ra lệnh bắt cóc, đều là do hắn. Là con trai của ông chủ. Chạy đi con, chạy đi. Còn điếm. Mẹ ơi. Đủ rồi. Thế giới nhỏ nhỉ? Sao chưa lại bắt cô ấy? Một quả bom đã lấy đi chân tôi. Tôi sụp đổ nhưng đã trở lại. Chúng muốn khống chế tôi. Đó là lý do chúng bắt con bé. Đấy không phải là về tôi, anh bạn. Tôi không quan tâm cái quỷ gì sẽ xảy ra với tôi. Tôi chỉ quan tâm tới con bé. Thằng nhãi kia, bỏ tôi ra. Gọi cảnh sát đi. Gọi cảnh sát.
Khốn kiếp thật. Chào. Ách chà chà. Gần như không nhận ra anh đấy. Anh thực sự nên tắm rửa thường xuyên hơn. Cần giúp chứ không? Tôi dùng búa khá là thạo đấy. Anh có nghĩ cái kệ này tự treo lên được không? Tôi có thể đi uống chút cà phê. Chắc thế. Tạm biệt Ivy. Có một gã tên là Bronson. Toshio muốn hắn chết, nhưng chúng đã giấu hắn đâu đó trong thị trấn. Tới rồi. Shigeru Kageyama, con trai của Toshio, loại dựa dẫm vào danh tiếng gia đình. Shigeru bé bỏng sẽ tự chuộc lỗi của mình cho ông già nhà hắn thấy. Shigeru cần giúp đỡ. Cậu lên đi. Có biết tao là ai không hả? Bỏ ra. À, bé cưng đang cố dạ chúng ta này. Tao sẽ trả giá như mày muốn. Không, gấp đôi. Chết đi. Chờ đã, bình tĩnh, được rồi. Chết tiệt. Mày là thằng nào? Giữ nó lại. Mày là ai? Thằng bất dạy. Có biết mày đang động vào ai không? Nào nào, xử nó đi, anh em. Chết đi, thằng đần. Bronson ở chỗ nào hả? Nó ở đâu? Anh là tên quái quỷ nào? Này! Chờ đã. Này, cô đó tuyệt thật đấy. Nghiêm túc đấy, tôi mang ơn anh. Để tôi mời anh uống rượu nhé. Đi chỗ khác đi. Hồi nào, mời ly thôi. Nói chuyện thôi. Anh không thích điều tôi nói. Cứ phải đi thôi, cứ giữ lấy tiền. Anh vào tù vì tội gì? Mấy giờ rồi? Nghiêm túc đi, tại sao? Tôi có tính xấu. Tôi không thích kẻ ngốc. Không hợp nhau. Anh từng giết ai chưa? Chưa hẳn. Tôi có làm vài việc. Anh có thể giúp đấy. Cậu không biết gì về tôi cả. Kiểm tra để sau. Nhưng giờ tôi cần người, người giỏi. Và anh rất cừ. Nhỉ? Đúng chứ? Được rồi. Cho tôi số của anh. Tôi không có điện thoại. Chưa từng cần dùng bao giờ. Tôi mua cái điện thoại này. Đây là số của tôi. Và xóa hết mấy số cũ. Tôi chưa từng bàn về lương. Đừng lo. Thank you.
Chào, tôi có làm gián đoạn gì không? Không, tôi tập thể dục khi thấy chán. Chắc hẳn anh phải chán đời lắm ấy. Tôi thực sự có việc tối nay, nên tôi nghĩ xin lỗi, ta có thể ăn tối sớm. Nhưng không quá đà, ta là hàng xóm, hiểu rõ ý tôi không? Rõ cực kỳ luôn, tốt. Vậy tôi có thể nói là anh đúng kiểu ở nằm ngoài tầm của xã hội. Có vấn đề gì với tôi không? Vì hình như tôi đang nói cho cả hai người đấy. Nhưng về tiền án của anh, đó có thể là vấn đề. Nếu anh vào tù vì bạo hành phụ nữ và trẻ em, tôi sẽ đi và tôi sẽ mang cả đồ ăn theo. Nghiêm túc đấy, tôi nghĩ không có ai hèn hạ hơn kẻ bạo hành và người vô tội cả. Tôi không phản đối. Được rồi. Tốt, tốt thôi, tuyệt. Ăn thôi. Lấy mấy cái đĩa và gì nhỉ? Đồ bạc, dĩ nhiên rồi. Không đĩa. Tôi đoán cũng không có mở nút chai đâu. Không có, được rồi. Được thôi, đừng lo. Tôi không nên uống rượu vang. Nếu học sinh của tôi ngửi thấy mùi rượu, một đứa trong số đó sẽ phát bệnh tại lớp mất. Ta chỉ cần pizza là đủ. Mời. Vậy, anh làm gì? Tôi thấy anh khá bận, còn không mua cả đồ cơ bản nữa. Xin lỗi. Alo. Tôi biết rồi. Được. Công việc của tôi phải đi ngay. Ổn thôi. Tôi xin lỗi. Ta sẽ cùng ăn sau. Tôi cũng muốn vậy. Được. Tôi chỉ... Tận hưởng nhé, anh làm việc gì? Bốn tên, lối ra phía bên kia. Mấy thằng này đã giết ba người của tôi. Anh mang theo gì? Biết cách dùng loại này chứ? Được rồi. Tôi là bên trong. Tôi là con trai, bố mày muốn con quy. Lão là hoàng hậu đấy. Chỉ là trò chơi thôi, Branson. Tao thắng ván này, tao kế tiếp. Này gái, đừng sợ. Thằng này nhẹ nhàng lắm. Gì thế? Đi thôi. Branson, người Nhật đấy. Ra đây, thằng chuột chết. Chết đi. Này, tao mới là người Nhật. Thằng quái gì?
Trên đấy. Ông ấy ở đấy. Bố tôi. Ông Hoàng Toshio Kageyama, một người quyền lực. Rất quyền lực. Mở hồ sơ ra đi. Nhưng mà người thấy trên biểu đồ, từ khi tới Mỹ, xin lỗi mọi người vì đã cắt ngang. Con có vài thứ muốn bố xem. Mẹ! Mày cắt ngang cuộc họp. Chỉ vì cách này. Con nghĩ nó quan trọng chứ. Bố tìm hắn bao lâu rồi mà. Cuối cùng thì con cũng đã tìm được rồi. Con và anh bạn mới này, Jake Walters, bố tôi, Toshio Kageyama, đáng kính. Mày đem về người ngoại lai sao? Bố nghĩ anh là gián điệp. Tôi đã giết ba thằng trước sự chứng kiến của công tử. Ông có người nào làm được như vậy không? Đợi ở bên ngoài. Mày tìm được hắn ở đâu? Anh ta đã cứu con. Và mày không nghi ngờ gì. Anh ta giết chúng ngay trước mắt con. Hơn nữa chúng không đời nào cho người da trắng nhập hội. Bởi vì chúng ta không ngờ tới việc đó. Có thể đúng là chúng có làm như thế đấy. Thằng này thực sự giỏi. Con chưa từng gặp ai giỏi như vậy. Tin con đi. Chỉ lần này thôi. Nhớ lấy. Cấm nói mấy thứ quan trọng trước mặt nó. Dĩ nhiên. Bố chỉ hy vọng hắn sợ được như mày nói, còn lấy tính mạng ra đảm bảo. Đi thôi. Đem đại long ra. Tuyệt thật. Đây chỉ là khởi đầu. Sức lực của anh và trí tuệ của tôi, ta sẽ tạo nên cả một đế chế. Nếu thích cái gì cứ tự nhiên mà chơi. Để xem đã. Này, đừng có tia tôi. Nhìn xung quanh đi, chắc chắn anh sẽ tìm được cái gì đó.
người ngoài. Có vấn đề gì sao? Có đấy, là mày. Chết tiệt. Anh ổn chứ? Ổn chứ? Cảm ơn vì đã giúp. Tôi không giúp được. Đó là thử thách. Là một người ngoài, cậu không thể là Yakuza được. Tôi chỉ làm vì tiền. Cứ làm cho tốt, rồi cậu sẽ được thưởng xứng đáng. Tôi đã hoàn thành một việc rồi. Chưa trả tiền à? Hả? Từ từ. Tôi đã gây nhiều thiệt hại cho chỗ của tôi. Kanji sẽ chở cậu về. Tôi sẽ bắt taxi. Không, cậu làm việc cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa cậu về. Xem xét mọi thứ trong khả nghi. Thằng ngoại lai này đang che giấu gì đó. Ngài Shigeru bảo tôi tới. Họ đang chờ để chờ tôi về. Làm ơn nếu tôi không vào, tôi có thể có ích cho anh. Ít ra có thể giúp anh xử lý vết thương. Vào đi. Vào đi. Cứ ngồi đi. Không có mở nút rồi. Có thể tôi mở được. Chờ đã. Mẹ ơi. Để tôi. Cảm ơn.
Được rồi. Cô không có tình cờ mang theo cốc chứ? Ai mà cần cốc chứ? Tệ thật. Ăn cùng pizza lạnh thì tuyệt. Mấy thứ này sẽ giết anh mất. Cô nói đúng. Sao cô lại ở đây, Lisa? Tôi sẽ không phán xét đâu. Mẹ tôi cũng như cô. Bà không có được lựa chọn. Gia đình tôi đã mượn nhiều tiền từ ngài Toshio. Việc kinh doanh tệ đi. Tới khi món nợ được trả, và nếu cô biến mất, gia đình cô cũng thế. Anh cần nghỉ ngơi. Chờ đã. Mẹ tôi chưa từng có tiền cho riêng bà. Mua gì đó cho mình đi. Pizza của mình. Sao nào? Có thêm thông tin. Này, tôi mới biết con gái tôi ra sao. Đó là vấn đề của cảnh sát ngày nay. Không tin vào công dân. Bố. Bố. Con gái. Con gái, nghe bố này. Bố, bố ơi. Tôi cần biết về gã này. Tôi sẽ gửi ông một bản. Tốt hơn mà nên che đầu cho kỹ. Nếu có chuyện gì với con bé, tao sẽ giết bọn mày. Nghe không đấy? Thế nó mới tuyệt chứ. Con điếm mà tôi đưa đến, tôi đã thấy cách anh nhìn nó. Có phải tất cả người da trắng các anh đều thích một chút da vàng, nhưng hầu hết gái ở đó đều là người da trắng. Họ từ đâu tới? Khắp mọi nơi, anh bạn. Thầy nghĩ chúng tôi kinh doanh vận tải để làm gì? Các người giữ họ ở chỗ nào? Sao anh hỏi như vậy? Dự định tự kiếm mối à? Anh nghĩ sao? Tôi nghĩ anh đủ thông minh để biết hậu quả nếu dám làm thế. Ở đằng kia. Và những gã này nợ anh. Không nhiều tiền lắm, nhưng chúng thiếu tôn trọng. Mấy thằng Trung Quốc quỵt tiền tạo nên tấm gương xấu. Anh biết người Nhật thích gì không? Sushi và gôn. Làm ơn, chúng tôi không có lựa chọn. Chúng tôi ai cũng được lựa chọn. Họ bảo chúng tôi làm thế. Hộ Tam Bác. Hộ Tam Bác. Họ nói họ sẽ xử lý. Và bà tin chúng. Thằng đần Trung Quốc này. Lấy đi. Bất kỳ thứ gì chúng tôi có đều là của anh. Bà giả. Đây sẽ mãi là lãnh địa của cô Gakai ngoài đời. Nhớ đấy.
Xin lỗi vì đã làm phiền. Tận hưởng bữa ăn đi. Có vẻ ta sẽ cần đi săn. Tới lúc thăm ly của Tam Bác rồi. Này. Và Trung Quốc láo tết. Làm ơn, tôi không có vũ khí nào cả. Không ai chứng kiến. Ly ở chỗ nào? Nó ở đâu hả? Bình tĩnh đi các cô. Tôi không giết phụ nữ. Trừ khi chúng đáng bị thế. Các cô có đáng bị giết không? Không. Vậy thì đi đi. Đi nào. Cầm theo bất cứ thứ gì các cô thích. Shigeru, chờ một chút. Shigeru, bạn mới đâu rồi? Đâu đó quanh đây. Anh ta sẽ quay lại ngay thôi. Oh.
tao còn thấy mày, thì sẽ dìm mày trong cái đống mỡ của mày đấy. Dìm hắn vào đống mỡ của hắn. Hay thật. Anh là ai? Anh làm gì ở đây? Tôi đang tìm người. Một cô gái. Renee Lafitte. Cô đã từng ở đây. Tôi có hẹn đi ăn với cô ấy. Sao? Họ đã đưa cô ấy đi mấy ngày trước. Tới đâu? Không biết. Họ sắp xếp ở khắp nơi. Tàu hàng, trạm nghỉ, nhà riêng. Nghĩ đi, Lisa. Có thể có đã nhắc tôi. Tôi phải tìm được cô ấy. Tôi sẽ cố để ý. Nếu cô ấy được đưa về đây, tôi sẽ gọi cho anh. Cẩn thận đấy. Cả anh nữa. Họ trả rất hậu hĩnh cho thông tin này. Nếu Renee được đưa trở lại chỗ đó, cô ấy sẽ gọi cho tôi. Ý cậu là sao? Thế thôi à? Toàn bộ những gì cậu thu thập đấy à? Cậu hiểu rằng ở chỗ đó càng lâu càng cho chúng cơ hội tra ra cậu là ai. Chúng đang nghi ngờ cậu rồi. Trời ạ, à, cứ cho chúng được thuyết minh độc quyền bởi TV2.org. Xác cái bọn Nhật. Ôi thôi nào, cậu lại làm mọi thứ rối lên nữa. Đó là lý do tôi đưa cậu ra tù đấy. Cậu phải làm gì đó đi. Chết tiệt. Làm gì đó? Đúng đấy, cậu nghĩ tao còn bao nhiêu thời gian hả? Được rồi. Thế là sao hả? Được rồi. Tới lúc khuấy động mọi thứ lên. Tất cả về hắn đấy. Tất cả mọi thứ tôi có thể tìm ra. Tôi đã bị để ý rồi. Ông đang viện cớ đấy à? Này, việc này làm tôi bị nghi ngờ. Tôi không bao biện gì cả. Cậu muốn tôi nói gì đây? Muốn tôi nói hắn là mối nguy à? Đúng đấy. Hắn là mối nguy. Không thể tưởng tượng được tuyến dưới đội Mỹ phòng thủ như thế. Vasquez, đúng rồi, anh ấy qua rồi, vượt qua rồi. Anh ấy mất bóng trước khi chạm vạch đích. Anh ấy bị loại, thật là xui xẻo. Yeah.
Thằng khốn nạn, mày chết chắc rồi. Ở yên đây. Mày, tao biết ngay mà. Cứu viện. Mày nghe thấy chứ? Còn kia, giúp tao và khoản nợ của gia đình mày sẽ được miễn. Đề nghị hấp dẫn đấy. Nếu tao là cô ta, tao đã chấp nhận rồi. Mày là thằng nào? Nhớ lại đi. Nhật Bản, Chiba, một con hẻm, điếm, cổ họng bà ấy, phỉ nhổ. Lúc đó tao 8 tuổi. Thằng nhãi đa, tao sẽ giết mày, Toshio. Hai ta đều biết điều đó, trừ khi nói cho tao René Lafitte ở đâu. Ở đâu? Được rồi, được rồi. Nó, mẹ mày làm tình sướng lắm. Thằng mặt hạ, chúng ta không bao giờ giấu con đó ở nơi công cộng. Jack. Cô nên rời khỏi đây. Tôi cũng suýt nữa làm vậy. Chưa biết tôi ở đây. Anh không thể cứ bỏ mặc tôi như vậy. Chúng sẽ tra tấn tôi. Tôi sẽ khai hết và chúng sẽ giết tôi. Lisa. Làm đi. Làm đi. Xin anh. Đi với chúng ta. Súng khủng đấy. Thế giới này lớn mà.
Họ chỉ là đối tác kinh doanh. Họ ồn ào quá. Tôi muốn họ đi ngay. Ông chủ đang trên đường tới từ Nhật Bản. Shigeru cần mày. Đợi ở ngoài đi. Khẩu súng này nặng lắm đấy các anh. Nó có thể giật cò bất cứ lúc nào. Anh là tên khốn ít nói. Mấy gã đối tác của anh nói lắm quá. Shigeru đâu? Cậu sẽ tới ngay thôi. Tao hỏi lần nữa, mày xem mấy hình này ở đâu? Tiếp đi. Ai cửa mày tới? Thằng ngoại lai. Có phải đại ca Toshio đã nhận ra không? Cho nên mày giết anh ấy. Đánh nó. Mạnh lên. Mạnh lên. Tiếp tục đi. Ra ngoài. Hắn không làm việc cho cậu đâu. Ra ngoài. Đi ra, không là tao thiến hết chúng mày. Ai mang anh ta tới đây? Tôi. Ai ra lệnh cho mày? Nhìn hình xăm của hắn đi. Hắn không phải kẻ như hắn nói. Tao biết về chúng. Đó là một trong số lý do tao thuê hắn. Mày biết cái quái gì? Mày sinh ra trên đất Mỹ. Tôi là thân tín của gái Toshio. Đây là bạn tao. Ông ấy là bố tao. Và ông ấy hối hận về việc đó. Mỗi ngày. Mày chỉ là con chó của bố tao. Chỉ là thằng phiên dịch, không hơn. Lý do duy nhất tao không giết mày, ông nội sẽ muốn biết mày ở đâu thì bố tao bị giết. Đưa anh ấy về. Và Jack này, đừng có đi xa quá. Anh và tôi có nhiều chuyện để nói đấy. Thế còn về con điếm kìa. Lạ là nó là người duy nhất còn sống. Nó đã bị đánh ngất. Nó đã gọi người tới ngay khi tỉnh lại. Tại sao nó làm thế thì nó có liên quan chứ. Còn thằng ngoại lai thì lại nữa à. Anh ta đã thực hiện mọi thứ chúng ta yêu cầu. Vì tiền thôi. Nếu có kẻ trả hắn nhiều hơn thì sao? Ví dụ xem nào. Ví dụ xem nào, đủ rồi. Nếu thằng ngoại lai vô can, thì vụ ám sát đó do một kẻ khác làm. Shigeru. Tìm và xóa sổ hắn đi.
Gan gì? Khi việc này xong xuôi, tớ muốn nghe cậu trình bày về việc Toshio chết trong khi cậu có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho nó. Và cả hai đứa, hãy nhớ điều này. Chúng ta là Yakuza. Không ai quan trọng hơn gia đình. Anh nợ tôi một lời giải thích. Ôi Chúa ơi, có chuyện gì vậy? Chỉ là bị bầm thôi. Anh đúng là kẻ xấu mà. Thôi nào, để tao nói chuyện với thằng cớm. Thằng cớm là của tôi. Tự tìm nguồn khác đi. Nói tiếng người đi, thằng kia. Không phải quan trọng hơn gia đình. Kể cho tôi đi. Nếu có tin tôi, đây không phải việc cô muốn biết đâu. Tôi muốn biết. Chúng đã bắt cóc một người. Tôi đang cố tìm ra cô ấy. Sao anh phải làm vậy? Sao không để việc đó cho cảnh sát? Vì đó là con gái của một cảnh sát. Ông ấy nhờ tôi. Ồ. Tôi phải đi, tôi phải rời khỏi đây. Được rồi, được rồi. Anh không giúp được ai bây giờ đâu. Đừng có bướng. Thôi nào, nằm xuống đi. Bên này. Ivy, tôi chỉ muốn nói xin lỗi. Yếu đuối. Càn gì đâu? Kệ xác càn gì? Chuyện gì với cậu vậy? Là ai làm? Ra đây! Bình tĩnh! Ai giết bố tôi? Con đã nói cái gì đấy? Trời ngu với tôi! Tôi thách ông đấy! Tôi không có! Kệ xác nó! Ai làm? Tôi không có hỏi lại đâu! Ai làm? Lee! Lee! Tự bắn bát tàng! Không thể. Không, không. Hắn không thể. Hắn không có gan. Thế nếu hắn tấn công chỗ của cậu thì sao? Hả? Nếu hắn giết người của cậu, cậu làm được cái khỉ gì? Việc của ông là giữ cho mọi người an toàn. Lão giả, nếu ông không làm được, thì bọn này cần giữ con gái ông làm gì? Chắc chắn là hắn chứ. Hắn đã thừa nhận. Và cuối cùng của hắn, làm sao mà cháu tìm ra? Cháu đã nghi ngờ từ đầu. Con chó Interpol của ta đã xác nhận, cũng là người cung cấp hồ sơ với anh bạn của cháu. Đúng vậy. Hắn rất hữu dụng. Vậy là bạn cháu vô can. Đúng như cháu kỳ vọng. Shigeru, làm tốt lắm.
Cha đang trở thành người giống như chúng ta vẫn luôn hy vọng. Hey. Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng ta có thêm thông tin. Có vài thứ quan trọng bị bỏ sót từ tài liệu của gã cảnh sát. Chỉ cho tới khi trò chơi đến lúc gần cuối, nó có thể thay đổi mọi thứ. Này, vẫn còn sống này. Sao tôi lại ở đây? Anh không nhớ à? Mấy viên thuốc tôi cho anh uống thực sự làm anh ngủ như chết. À vì tôi ngủ bao lâu rồi? À, 16 tiếng. Chết rồi, tôi phải đi. Phải, anh trông ổn đấy. À vì có một cô gái đang gặp nguy hiểm. Vậy mạo hiểm mạng mình để cứu cô ấy sao? Ta đã nói rồi, cô là người cuối cùng thấy con trai ta còn sống. Cô phải kể chính xác những việc đã xảy ra. Và trước khi bắt đầu, cô nên biết có một người đang trên đường tới nhà cô. Cho anh ít thuốc giảm đau. Uống 2 viên. Hiệu quả lắm. Vậy được rồi, hoặc uống 6 viên cũng được. À vì cô có biết không? Xin lỗi. Tôi muốn bình yên thôi. Trừ khi anh định đi cả nhắc. Hãy quay về đấy. Tôi hứa. Làm ơn, xin ông. Tất cả chỉ vì một con đàn bà. Hai, nếu tính cả mẹ hắn. Đem con đó tới đây, rồi tìm Kanji và Shigeru.
Ông nội. Alo, có chuyện rồi. Thực sự có chuyện gì đó rồi. Chúng vừa mới bảo tôi đi đón con gái ở bến tàu. Hay là thấy quái nào? Là Phi, chưa biết rồi. Ở đâu? Bến số 9. Đợi tôi. Đừng đi một mình. Cả một đống rắc rối. Con gái tôi đâu? Ông đã được cảnh báo nó sẽ bị làm sao nếu dám lừa chúng tôi. Thế con gái tôi đâu? Chúng mày điên rồi hả? Này! Con gái! Con gái! Nghe này, thả nó xuống. Tôi sẽ khai hết. Chúng ta biết hết rồi. Con gái. Thả nó xuống. Thả nó xuống ngay. Trên này, tôi phải bố cô cùng phe. Trên này. Trên này. Lisa. Lisa. Tôi xin lỗi. Không sao rồi. Tôi đã khai ra. Chúng biết hết rồi. Tôi biết. Ổn cả rồi. Chạy đi. Nhanh lên. Nó dám lừa dối tao. Lừa tao. Coi tao như thằng ngu. Nhanh lên, thằng ngu kìa. Nhanh lên. Nhanh nữa lên. Nó đâu? Thằng đó đâu rồi? Nó đâu? Ai cô? Nó ở đâu hả? Anh ta không có ở đây. Nói đi. Thả nó đi đâu rồi?
Đủ rồi. Đừng. Ta đã tin lầm mày. Bỏ con dao xuống đi. Những hình xăm. Đêm chúng ta gặp nhau không phải là tình cờ, đúng không? Nói đi, thả cô đi, Shigeru. Đó chỉ là hàng xóm của tôi. Shigeru. Mày chỉ nói dối tao. Bắt nó lại cho tao. Vô dụng thôi. Đây chỉ là chuyện giữa tao và mày. Mày sẽ không bao giờ làm chùm được. Mày, thằng khốn, làm đi. Thứ cuối cùng mày nhìn thấy được sẽ là cổ họng của nó. Không không, quỳ xuống, thằng khốn. Bắt nó lại. Chói tay lại sau lưng. Ivy, sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi mà. Shigeru. Cô ấy vô tội. Shigeru. Để cô ấy đi đi. Không. Không. Rồi. Để hắn lên ghế. Xong ra ngoài đi. Shigeru, cả cháu nữa. Ông nội, làm ơn. Nhìn ta này. Rất lâu về trước, từng có một thằng bé với mẹ làm điếm. Tha cho nó sống lúc đó đúng là sai lầm. Ta không thể nhớ hầu hết những kẻ mà ta đã giết. Nhưng phụ nữ, có gì đó khác về họ. Muốn giết ta chứ, Duff? Như ông nói đấy, từ rất lâu rồi. Và đúng, con trai của ta chết rồi. Đưa thằng cháu ngu ngốc vào đây. Nó yếu đuối, vọng tưởng, dĩ nhiên hèn nhát nữa. Nhưng trách nhiệm của nó là trả thù cho cha. Ông nội, cháu. Lôi thằng đó ra và xử nó đi. Cứ để cho cháu. Đi cùng ông Kimuro đi. Đợi đã, ông làm như ta nói đi. Cháu hiểu rồi. Thank you.
Jack. Thôi nào, Jack. Tao đã cứu mạng mày, Jack. Mạng mày. Tao có tiền. Mày và tao có thể bắt đầu lại. Chỉ là một đứa con gái thôi. Thôi nào, Jack. Xin mày tha cho tao. Jack, tha cho tao đi. Jack, làm ơn, xin mày. Jack, Jack. Đừng, đừng mà. Đừng mà, Jack. Chuẩn bị người. Đi ra, nhanh lên. Ra ngoài, ra hết đi. Dù lá bài có thể thay đổi mọi thứ, mày ở đây để cứu đứa con gái hả? Hay trả cấm cho mẹ mày? Cấm các HD Việt Nam sử dụng audio phim này. Chẳng biết gì cả. Bỏ xuống.
Muốn cứu nó hay để nó chết như mẹ mày? Mày chết chắc rồi. Tự kết liễu đi. Và tao sẽ tha cho nó. Hoặc mạng nó, hoặc mạng mày. Tôi xin lỗi. Làm đi. Bằng không. Dĩ nhiên rồi. Nơi tao thả nó đi sẽ là nơi nó cầu xin được chết. Nó sẽ ước rằng anh không sao chứ. Cố gắng lên. Ở lại với tôi. Thở đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi mà, thở đi.